Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thanh Hóa. Ngày 30 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 3 năm 2018. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Minh Lự, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 3 khai giảng vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 và đến ngày 30 tháng 5 năm 2018 hoàn thành xong khóa học. Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là cán bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc các cơ quan ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn trong toàn huyện. Sau thời gian 2 tháng, các học viên đã được lĩnh hội 18 chuyên đề, 2 báo cáo, được chia làm 3 phần gồm kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành, lãnh thổ, các kỹ năng cơ bản về quản lý nhà nước như làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo cáo và thu thập xử lý thông tin, v.v. Trong suốt quá trình học, các học viên đã được làm bài kiểm tra và làm tiểu luận tình huống cuối khóa. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong quản lý nhà nước, góp phần phát triển năng lực thi công công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý và công chức, viên chức, ngạch, chuyên viên, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước. Tại buổi lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tổng kết lớp học và khen thưởng cho 8 cá nhân có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, đồng thời trao chứng chỉ quản lý nhà nước cho 80 học viên, trong đó có 24 học viên đạt loại giỏi và 54 học viên đạt loại khá. Ủy ban nhân dân xã Thanh Hóa vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Đây là đơn vị thứ hai của huyện Thanh Hóa sau thị trấn Đồng Đê triển khai xây dựng mô hình. Tham dự buổi ra mắt có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận huyện ủy. Mô hình dân vận chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ được xây dựng nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện công tác dân vận của các ban ngành và cán bộ công chức xã Sơn Hóa. Có văn đồ mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự là của dân, do dân và vì dân. Trong đó tập trung thực hiện những nội dung quan trọng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền, ra soát, cải tiến và nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để nhân dân, tổ chức và cá nhân được tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền thông qua việc góp ý, phản ánh các vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ công chức, giải quyết đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng các đơn thư khiếu nại tố cáo, các khiếu nại của nhân dân, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác quản lý nhà nước của chính quyền, thực hiện tốt văn minh công sở, có thái độ phong cách làm việc dân chủ, lịch sự khi tiếp xúc với nhân dân, v.v. Tại buổi lễ, bên cạnh việc ra mắt mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hóa còn lồng ghép xây dựng và ký cam kết thực hiện mô hình dân vận khéo ở các ban ngành và cán bộ công chức xã như mô hình một cửa thân thiện của bộ phận giao dịch một cửa, mô hình công an xã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của ban công an xã, mô hình lực lượng dân quân xã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai của ban chỉ huy quân sự xã. Ngày 30 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi huyện, huyện Đoan Tuyên Hóa đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ sửa lại nhà cho em Nguyễn Thùy Linh ở thôn Tân Đức 1, xã Hương Hóa. Tham gia trao tiền hỗ trợ có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận huyện ủy. Hai chị em Nguyễn Thị Thùy Linh 19 tuổi và Nguyễn Văn Lý 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mẹ hai em không may gặp bạo bệnh rồi lần lượt qua đời, chỉ cách nhau chưa đầy 3 tháng. Gần một năm nay, hai chị em sống nương tựa vào nhau. Nguyễn Thị Thùy Linh nuốt nước mắt gạt lại ước mơ giảng đường đại học để ở nhà làm thuê, mưu sinh kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Mặc dù thời gian qua, hoàn cảnh của hai chị em được nhiều mạnh thường quân quan tâm và hỗ trợ, song vẫn hết sức khó khăn. Hai chị em còn quá trẻ để có thể tự lo toan được cuộc sống. Trong khi họ hàng đa số đều quá nghèo, không thể giúp đỡ được gì nhiều. Căn nhà là tài sản duy nhất ba mẹ để lại đang bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, mối mọt và siêu vẹo. Nhằm giúp hai chị em có thêm kinh phí để sửa chữa lại nhà, thời gian qua, huyện đoàn Tuyên Hóa đã đứng ra kết nối và kêu gọi được số tiền 40 triệu đồng. Trong đó, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Tuyên Hóa 30 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 10 triệu đồng. Ngôi nhà được sửa chữa lại trên diện tích nền đất cũ khoảng 40m² với kết cấu cấp 4, lợp ngói chắc chắn. Cấp ủy chính quyền địa phương và hàng xóm láng giềng giúp đỡ thêm một phần ngày công đảm bảo ngôi nhà nhanh chóng được hoàn thành trước mùa mưa bão sắp đến. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của chính quyền các cấp, các hội đoàn thể huyện Tuyên Hóa đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Hy vọng khi căn nhà mới hoàn thành sẽ giúp cho hai chị em Nguyễn Thị Thùy Linh có một chỗ ở chắc chắn, yên tâm ổn định lại cuộc sống sau những biến cố lớn của cuộc đời. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai hệ thống phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình. Tham gia lớp học có các đồng chí là chủ tịch xã và công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, đồng chí Hồ Vũ Thương, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ tịch các xã và công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ hành chính công, được hướng dẫn cách đăng nhập, đăng xuất hệ thống, tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả hồ sơ, hướng dẫn in các phiếu, tra cứu thủ tục, thống kê, quản trị SMS trên hệ thống. Đồng thời được giải đáp những thắc mắc trong quá trình sử dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế khi xử lý công việc. Theo đó, phần mềm này có nhiều tính năng ưu việt. Đối với công dân thì dễ dàng tìm kiếm hoặc tra cứu thông tin, hướng dẫn về các thủ tục hành chính công, có thể trao đổi, gửi ý kiến với cán bộ. Còn cán bộ thì sẽ xử lý hồ sơ trực tiếp, trực tuyến, phối hợp công tác với bộ phận khác nhanh chóng, chính xác. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng phần mềm tích hợp để xây dựng chính phủ điện tử. Việc triển khai thực hiện hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông nhằm tin học hóa quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy chuẩn ISO điện tử, công khai minh bạch thông tin kết quả về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính công của từng cơ quan đơn vị, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo các cấp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính công, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đồng Lê vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, phụ nữ với phong trào sạch nhà, sạch bếp, sạch đường làng, ngõ xóm văn minh, gắn với ngày Chủ nhật xanh tại tiểu khu 3 thị trấn Đồng Lê. Mô hình phụ nữ với phong trào ba sạch của chi hội phụ nữ tiểu khu 3 thị trấn Đồng Lê có hơn 100 hội viên phụ nữ tham gia, thực hiện đảm bảo các tiêu chí cụ thể như nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh và tiện lợi cho sinh hoạt, có nước sạch để sử dụng, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, không gần nơi nuôi nhốt gia súc, gia cầm, không xây dựng gần nhà ở, nơi sinh hoạt. Nơi đun nấu, nồi, niêu, song chảo, bát đĩa, dụng cụ, đồ đựng thức ăn luôn sạch sẽ, hợp vệ sinh, có tủ để cất giữ thức ăn, sử dụng thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và an toàn. Khu vực xung quanh nhà, đường làng, ngõ xóm, cả khu vực công cộng không có rác. Nước thải sinh hoạt phải được xử lý, thường xuyên nạo vét cống rãnh thoát nước tại các cụm dân cư. Mô hình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ. Tại lễ ra mắt, hội nghị đã thông qua quy chế hoạt động và bầu ra ban quản lý mô hình, đồng thời ký cam kết thực hiện mô hình trong toàn thể hội viên phụ nữ tiểu khu 3 thị trấn Đồng Lê. Ngay sau lễ ra mắt, đông đảo chị em phụ nữ tại tiểu khu 3 đã ra quân quét dọn, thu gom rác thải trên các trục đường của tiểu khu. Cũng như các trường học khác trên địa bàn huyện, vừa qua, trường tiểu học số 1 Đồng Lê tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018. Năm học 2017-2018, trường tiểu học số 1 Đồng Lê có 414 học sinh và 27 giáo viên nhân viên. Trong năm học, nhà trường nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự nhiệt tình tâm huyết của tập thể giáo viên nhà trường và đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức của các em học sinh nên đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Kết quả, có 3 em đạt giải cấp huyện, 2 em đạt giải cấp tỉnh môn tiếng Anh. Hội thi nét chữ nét người có 26 em đạt giải cấp huyện và 6 em đạt giải cấp tỉnh. Năm học 2017-2018, có 170 em hoàn thành tốt các môn học, đạt 41,1%. Về năng lực học tập, có 204 em đạt loại tốt, chiếm 49,3%. Bên cạnh đó, 100% cán bộ giáo viên nhà trường hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Có 17 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 đồng chí đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho các em như ngày hội học sinh tiểu học, rung chuông vàng. Với những thành tích đó, nhà trường luôn duy trì thành tích trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại lễ tổng kết, nhà trường cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh đã trao tặng nhiều giấy khen cho các em đạt giải trong cả cuộc thi và học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018. Ngày 29 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức trao bò sống sinh sản đợt 1 năm 2018 cho các hộ nghèo và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai tại các xã trên địa bàn huyện theo đề án số 85 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Theo đó, đợt 1 năm 2018, 28 hộ gia đình thuộc 5 xã Châu Hóa, Mai Hóa, Phong Hóa, Thạch Hóa, Nam Hóa
là những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại nghiêm trọng sau các đợt thiên tai lũ lụt, được hỗ trợ mỗi hộ một con bò cái sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Mỗi con bò giống trị giá khoảng 15 triệu đồng. Bò cái sinh sản giao cho các hộ dân đều đảm bảo yêu cầu về độ tuổi, cân nặng và được kiểm dịch trước khi bàn giao. Thông qua dự án sẽ giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn thuộc vùng thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai ở huyện miền núi Tuyên Hóa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đồng thời góp phần cùng với chính quyền địa phương phát huy tiềm năng của vùng núi trong phát triển chăn nuôi gia súc trên địa bàn, tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt về công tác giảm nghèo ở địa phương. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc nâng cao năng suất, sản lượng trong sản xuất nông nghiệp, xã Tiên Hóa đã chủ trọng phát triển các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tiên Hóa là địa phương đi đầu trong phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Hóa, góp phần quan trọng vào hoàn thành chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực hàng năm của huyện. Ngoài thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, người dân ở đây còn rất chịu khó, năng động trong làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng địa thế thuận lợi về giao thông, nằm hai bên quốc lộ 12A, nhiều hộ dân đã đầu tư kinh doanh buôn bán, mở các dịch vụ thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn. Hoạt động thương mại dịch vụ đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhiều hộ gia đình ở xã Tiên Hóa. Hàng hóa lưu thông trên địa bàn đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân cả về số lượng, chủng loại và chất lượng sản phẩm. Hiện toàn xã có một công ty trách nhiệm hữu hạn, 3 doanh nghiệp tư nhân, 3 hợp tác xã, 11 cơ sở làm nghề mộc dân dụng, 8 cơ sở sản xuất cơ khí, hàn xì, 100 hộ kinh doanh vận tải, có 506 hộ kinh doanh buôn bán dịch vụ và nhiều hộ làm các dịch vụ khác. Năm 2017, giá trị ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 80,87 tỷ đồng, đạt 111,28% kế hoạch. Ngành thương mại dịch vụ đạt 139,46 tỷ đồng, đạt 107,53% kế hoạch, đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập đáng kể, góp phần nâng cao đời sống xã hội, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Thời điểm này, diện tích lúa đông xuân trên địa bàn huyện Tiên Hóa đã bước vào thời kỳ chín rộ. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, thuận lợi, các địa phương đã tích cực chỉ đạo bà con nông dân ra đồng tập trung thu hoạch làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu. Vụ đông xuân năm 2017-2018, toàn huyện Tiên Hóa gieo trồng trên 1.450 ha diện tích lúa, chủ yếu là các dòng lúa PC6, P6, HT1, VN20, SV181. Nhờ thực hiện tốt các khâu chọn giống, làm đất, bón phân từ đầu vụ, đồng thời tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên cả diện tích lúa trên địa bàn huyện đều sinh trưởng và phát triển tốt, lúa chín đều và đạt năng suất cao. Qua đánh giá thăm đồng cho thấy, năng suất lúa bình quân ước đạt 59,5 tạ trên 1 ha, sản lượng trên 8.600 tấn, đạt 103,7% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, một số địa phương có năng suất cao như xã Thách Hóa 73 tạ trên 1 ha, xã Văn Hóa 68 tạ trên 1 ha, xã Đồng Hóa 64 tạ trên 1 ha, xã Văn Hóa 64 tạ trên 1 ha. Đặc biệt, ngoài các giống lúa truyền thống được bà con nông dân tin dùng, vụ đông xuân năm nay, huyện Tiên Hóa đưa vào gieo cấy thử nghiệm một số giống lúa mới cho hiệu quả, năng suất sản lượng đạt cao hơn so với giống lúa đại trà trên cùng một đơn vị diện tích. Với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, bà con nông dân huyện Tiên Hóa đang tích cực ra đồng tập trung thu hoạch, kịp thời làm đất, bón phân, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp tục gieo cấy vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ. Dự kiến việc thu hoạch lúa vụ đông xuân năm 2017-2018 sẽ kết thúc vào đầu tháng 6 năm 2018. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân huyện Tiên Hóa đã tích cực ra đồng thu hoạch vụ ngô đông xuân năm 2017-2018. Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện Tiên Hóa gieo trồng được 1.200 ha ngô. Thời tiết đầu vụ mưa rét kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển và năng suất ngô. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo tích cực của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân trong chăm bón, phòng trừ sâu bệnh nên cây ngô phát triển tốt. Trong những ngày cuối tháng năm này, nông dân Tuyên Hóa đang khẩn trương thu hoạch hết diện tích ngô còn lại. Qua đánh giá thăm đồng cho biết, năng suất sản lượng vụ ngô đông xuân năm nay đạt cao hơn cả năm trước. Năng suất bình quân ước đạt 62 tạ trên 1 ha. Sản lượng dự ước đạt 6.468,5 tấn, đạt 109% so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương có năng suất ngô đạt cao như xã Thạch Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng, Mai Hóa, Văn Hóa. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, thì các loại ngô thuộc dòng NK6326, VN2, DK9901, MX4, ngô lai VN10 cho năng suất cao hơn các giống ngô bình thường. Hiện tại, bà con nông dân đang tích cực phơi, bảo quản nông sản đảm bảo chất lượng.
Tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tuần, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tiên Hóa đã tăng cường thực hiện các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ va chạm, tai nạn trên địa bàn. Kết quả công tác đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tổ chức 9 ca tuần tra kiểm soát, có 44 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 28 trường hợp vi phạm, trong đó có 3 trường hợp ô tô, 25 trường hợp mô tô. Lập biên bản vi phạm 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 22 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 6 trường hợp. Dự kiến số tiền xử phạt theo biên bản đã lập 38 triệu 460 ngàn đồng. Đối với công tác xử lý vi phạm, ra quyết định xử phạt 51 trường hợp, trong đó có 5 ô tô, 46 mô tô. Thu vào ngân sách nhà nước 35 triệu 885 ngàn đồng. Trả lại giấy tờ tạm giữ 21 trường hợp, trả lại phương tiện 30 trường hợp, giao xe 13 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 trường hợp. Phó trưởng công an huyện, Trung tá Võ Thanh Bình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài tại huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, thì hoạt động của các công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn cũng tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho người lao động. Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện Tuyên Hóa đã tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh có tư cách pháp nhân uy tín tuyển chọn, cam kết đưa lao động đi xuất khẩu làm việc ở nước ngoài đạt hiệu quả, chất lượng. Đây là lớp học tiếng Trung dành cho những người đăng ký xuất khẩu lao động ở Đài Loan do công ty Vinasem Việt Nam mở tại thị trấn Đồng Nê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Từ khi thành lập văn phòng đại diện tại huyện Tuyên Hóa, công ty đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động, đặc biệt là tổ chức dạy ngoại ngữ ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động. Đến trung tâm học thì phòng thì thoáng mát, có điều hòa, có quạt, thì có bình nước phục vụ cho học sinh. Có bên phía thầy giáo thì thầy giáo giảng bài tốt, nói học sinh dễ hiểu. Học ở đấy thì thuận lợi là trước tiên là về mặt kinh tế là mình không phải lo, với lại là được ở gần địa phương thì có thể là sáng đi chợ về, với các cái chi phí khác thì mình không có phải mất. Hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến nay, công ty Vinasem đã đưa được 42 người trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đi xuất khẩu lao động tại thị trường Đài Loan. Hiện tại đã có 40 người trúng tuyển và đang làm các thủ tục để đi xuất khẩu lao động. Trên 40 người đăng ký học tiếng để tham gia các đợt xét tuyển khác. Bên cạnh các đơn hàng phải trả phí theo quy định, thì hiện nay công ty Vinasem đang phối hợp với công ty sản xuất điện thoại iPhone tại Đài Loan tổ chức tuyển chọn lao động sang làm việc tại nhà máy với mức phí 0 đồng. Đây là cơ hội lớn cho những ai trúng tuyển đợt này. Cái đơn hàng 0 đồng, tức là cái nhà máy iPhone ấy, là từ trước đến giờ 4-5 năm nay rồi, họ chuyên lấy người của công ty Vinasem. Đấy. Nhưng mà cái chất lượng lao động của Vinasem rất là tốt và được họ đồng ý. Và cái nhà máy đấy, cái kinh tế của họ rất là cao và họ muốn ủng hộ, hỗ trợ người lao động đi sang bên đấy là không phải vướng mắc về kinh tế. Đấy. Tức là không phải vay vốn ngân hàng. Vì vậy người lao động sẽ toàn tâm toàn lực làm cho nhà máy của họ. Đấy, tức là cái ông chủ nhà máy rất là tốt và đi đến bây giờ là 4 năm là phía công ty đã cung cấp mỗi một năm gần 100 lao động cho nhà máy bên đấy. Tất cả các lao động làm ăn rất là tốt và các bạn không chịu, không phải mất cái một đồng nào để xuất cảnh cả. Đấy. Công ty cũng có các anh chị từ bên công ty Vinasem tư vấn về công ty linh kiện điện tử iPhone là chi phí đi không đông. Với các đơn hàng kia thì em thấy đó là một sự may mắn. Với các đơn hàng kia là đi thì cũng 100 đến 130. Và trong đó là mình được một khoản nào cho gia đình. Một trong những yếu tố làm cho người lao động ngày càng tin tưởng và lựa chọn công ty Vinasem Việt Nam làm trung gian để đi xuất khẩu lao động là do công ty thường xuyên sâu sát, bám nắm địa bàn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, có chính sách hỗ trợ, chăm sóc khách hàng tốt. Các đơn hàng của công ty được lựa chọn kỹ càng, công việc ổn định, thu nhập cao. Bên cạnh đó, sau khi làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động, công ty còn thường xuyên liên lạc với người lao động ở nước ngoài để nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.
huyện Tuyên Hóa hiện đang có số lượng lao động lớn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia xuất khẩu lao động, hiện nay cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong công tác tạo nguồn, quản lý lao động, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia xuất khẩu lao động. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn xem lại tại trang web truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.